Dạ, Phong xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì theo mà thường ngày đi với Thanh và Dũng đi mua ve chai, nhưng mà thấy hai em không biết tính toán gì hết. Thì hôm nay Phong có đem một cái máy tính sách tay đây. Đây, hiện số nó lớn và chữ nó lớn luôn, nên dễ chỉ cho em. Thì sẽ chỉ từ cái số đơn giản, từ 1-2 kg là nhân lên vậy đó. Thì để xem Dũng có biết được không nha. Như số con biết không Dũng? Dạ biết ha. Ừ. Thì bây giờ nè, là giấy là bao nhiêu một ký? 1.000 một ký ha. Rồi, bây giờ chú Phong bán còn 5 ký là bao nhiêu tiền? Bán cốc chỉ 5.000. Ừ. Thưa. Rồi bây giờ nè, mũ bao nhiêu một ký? 3.000. Bây giờ chú Phong bán còn 3 ký bao nhiêu tiền? 3 ký, 3 ngàn. Ừ, 9.000. Rồi đúng rồi. 9.000. Rồi bây giờ nè, là mũ 3.000 một ký, chú Phong bán còn 5 ký. 5 ký. Đó. Ừ, chính xác luôn, giỏi hả anh Kha? Giỏi. À, không? Rồi bây giờ anh Kha có ra con số nào anh Kha? Anh ra đi, anh ra đi. Ừ. Anh ra đi. 10 ký nhân cho 3.000. Khó. Khó. Thì bắt đầu mình tập luyện luyện từ từ lên coi. 1 ký 3.000, 10 ký là bao nhiêu? Dễ mà con, ráng suy nghĩ ra coi. Bây giờ có 3 mấy ngàn. Không phải luôn. Con, mấy nha. Con tính lại coi. 4 mấy. 4 mấy ngàn. Không tới. Bây giờ nè, 1 ký 3 ngàn mà 10 mình chú Hồng bán con 10 ký mũ. Còn 1 ký là 3 ngàn. Là bao nhiêu tiền nè? Con chưa tính được, đâu ai đưa tiền ra. Đúng không? Nào, ví dụ mình con trước, mình tính trước ký 3 ngàn, mình tính trước ký 3 ngàn vậy. Ừ, đó. Ừ. À, mỗi lần phải có tiền giá có gần 300 ngàn thì lẽ mới tính ra. À, thôi giờ là đơn giản hơn nè, mới nãy con nói là 5 ký là bao nhiêu tiền này? 5 ký 15 ngàn. Ừ, bây giờ mình cộng thêm 5 ký nữa là bao nhiêu tiền nữa? 15 cộng 15 là mấy? 30 ngàn. Đó. Thấy không, mình phải tính theo cái đơn giản đó. Thì giờ 10 ký là 30 á, con nhớ rõ không? 10 ký 30 ngàn. Ừ, nhớ không đó, con gán con nhớ nha. Rồi bây giờ nè, là cái con số nữa nè, 12 ký bữa mà con mua cho trai á là 12 ký mà nhân cho 3 ngàn một ký, con ra không nè? 12 ký mà nhân cho 3 ngàn. Đó. 12 ký nhân 3. Ngàn không biết. Đang tính giờ không biết cộng. Không biết nhân. Đang tính tay rồi không biết. Đó. Thì bây giờ á là chú không sẽ dạy con cái cách tính vậy nè. Con biết cái xài máy tính không? Con biết số không? Rồi. Bây giờ nè. Đồng đồ quá. 12 ký. Ở bây giờ nè, là mũ là 3 ngàn một ký phải không?
Rồi con nhân mấy số 3 nè. Ha. Con biết số nhân là số nào không? Đây. Ơi, số đó số cộng. Không phải luôn. Nè nè nè. Nè, cộng trừ nhân. Nhân là chéo đó. Thường con mua đồ con hay dùng số nhân với số cộng nha. Đó. Nhiều đó nhiều bộ. 3.000 ha. Bây giờ bán con 12 kg rồi con nhân sao nè? Con nhân lên cho chú không chỉ coi coi. Để con để xuống đi, con để vô đi. Đó. Số 3 ha. Không, không con để số 3 đi. Số 3 luôn. Là 3.000 1 kg đó con. Con bây giờ không mấy con tính sao con tính đi, con làm nè. 3.000 kg là trở lại số 0 nè. Rồi bây giờ nè con tính đi, 12 kg. Lấy 12 nhân cho 3. 30.000 với 3 nữa. Nè. Lấy 12. Cộng. 3. Được không con? Bây giờ nè con nãy con tính là 30 phải không? 30. Rồi 30 con đánh là 30 đi. Thì số 0 đâu? Rồi, thì con cộng ở đây, con số cộng là số nào đâu? À, không phải số nhân con. Cái đốt bự nhất kìa. À, số cộng đó nha con. Cộng. Đó là số mấy nữa? 2 kg nữa hả? Ờ, 2 kg nữa. 2 kg nữa. Là số mấy? Ê, số mấy? Rồi, 2 kg là nhiêu? 2 kg của... 1 kg là 3.000, 2 kg là nhiêu? 6.000. Ừ, thì cộng mấy? 6. Ừ, số 6, 6 đâu? 6. Ừ. Rồi ra tổng số là nhiêu? Tổng số có chỗ nào? Đây, đây, đây. Là số bằng này con. Ừ. Đúng rồi. Mới nãy là 12 kg à? Ừ, 12 kg mà mỗi ký 3.000. 6 kg. Ừ. Không phải cái đó là 6.000 rồi đó. 6.000 đứa mà 2.000 nó có 3.000 nữa. Không phải là bây giờ con đã ra được 12 kg rồi đó. Bây giờ con chỉ bằng nè. Bằng lại này. Cũng bằng lại này nè. Ừ. Rồi, cái này là số nhiêu vậy con? 36 kg. 36.000. 36.000. Cái này đang tính đơn giản cho con á, còn nếu mà 3.000 một ký nè. Đâu con đánh số 3.000 coi. Biết 3.000 không? 3.000 mấy số không? Anh biết không con? Không biết hả? Đúng, chính xác. Rồi đánh 3 số 0 coi. Số 3. Con không biết số. 1, 2, 3. Ừ, đúng rồi. Con không biết số. Ừ. Rồi nè con cũng học theo luôn đi. Rồi con nhân cho bao nhiêu ký nè? 12 kg. Con học lớp 5 à. Trời, học lớp 5 chưa biết tính luôn. Dạ. 12 kg nữa. Cái này nè, cái này là 3.000 một ký bủ nè ha. Rồi, và 12 nhân cho 12 kg rồi. Nhân đâu? Nút nhân đâu? Nút nhân đâu? Không phải. Không phải luôn. Đúng. Bấm nút nhân trước hay à? Bấm nút nhân trước. Rồi. Nhấn bao nhiêu ký nè? 12 kg. À, 12 kg rồi, nhấn rồi. 12 kg rồi có số 1 với số 1 với số 0 là 10. Đâu có, không phải. Số 1 với số 2 là ra 12. 1 với số 2 là 12. Ừ. 1 với số 2 là 12. Rồi, ra bằng bao nhiêu tiền? Bằng á, dấu bằng nè, dấu bằng. Ừ, đúng. 36 kg. 36 mấy? 36 gì? 36 kg. Cái này ra số tiền của con rồi nè. Ra số tiền là 36.000. Ừ, đúng rồi. Vậy là thấy Dũng cũng từ từ biết rồi nè. Lại nãy là 3.000 một ký. Mà chú Phong bán con được 12 ký. Vậy sẽ ra được 36.000 đây. Rồi giờ hơi cho nó sâu, hơi cho nó hơi khó hơn xíu nè. Là 15 ký. Mà chắc là 4.000 một ký thôi. Rồi bây giờ nè, chú Phong bán con 15 ký sắt. Mỗi ký 4.000. Bây giờ con nhân nhìn chú Phong coi. 15 ký. Mỗi ký là 4.000.
Không phải. Đó, bây giờ nè, chắc là 4.000 một ký quá. Rồi, 4.000 một ký. Rồi, chú Hồng bán con 15 ký. Thì con lấy nhấn giùm khoa chú Hồng là số 4.000 kìa. Còn cái đó mới số 4 à. Mới số 4 à. Rồi, cái này là 4.000, cái giá 4.000 nha. Rồi, mà chú Phong bán con 15 ký. Khó tính thật rồi. Dễ mà. 15.000. Không phải, 15 ký. Ừ. Đúng, chính xác. Là được nhiêu ký rồi? 4 ký. 8 ký rồi đó. 8 ký hả? Ừ. 8 ký còn cái kia. Còn cái kia là 8 ký nữa là 10 ký. 50 ngàn 10 ký 50. 10 ký không có con. 4.000, 10 ký là bao nhiêu tiền? 100 hả trời? Không phải. 60. Không có. 60. Không phải luôn. Mở giờ nè. 70. Mệt đó, ông đốn lại. Chủ yếu là cái giờ này con nghe. Giờ nè, để chú Phong chỉ nha. Cái này là 4.000 nè, phải không? 4.000 là cái giá mình mua nè. Một chiếc sắt nè ha. Con cứ việc con nhấn chú Nhân. Bây giờ này chú Phong bán còn 15 ký phải không? Con nhấn cái nút này nha, nút chéo rồi nè. Đó, nút chéo này nè, nhớ không? Nhấn vô cái. Thì con cứ việc là con cân bao nhiêu ký phải không? Như chú Phong bán con 15 ký, con cân được 15 nè. Đó. Thì sẽ ra bao nhiêu tiền nè, thầy nhấn cho bằng này nha coi. Đó. 60 ngàn. Ừ. Dũng cũng biết số từ từ rồi nè. Đó, là cái ra cái số này là số con phải trả cho người ta nè. Ha. Ừ. Đó là 15 ký mà mỗi ký là 4.000 á. 15 ký 60.000. Ừ. Còn bây giờ con biết cái số mà 2.500 hay 3.500 con biết tính không? Khó lắm ha. Thôi bây giờ nè, khó thì sẵn chú Phong dạy luôn. Trở lại từ đầu nè. Chú Phong bán con 5 ký. Mỗi ký 2.500. Ừ, mà chú Phong bán con 5 ký. 3 ký 6.000. Không phải. 3.500 ký. 2.500 một ký. 2.500. 2 ký 6.000. 2 ký nó không phải 6.000. 3 ký 6 phải hả? Tôi có 2.500. 2.500. Hay là bao nhiêu? 5 ngàn. Ừ. Đúng rồi. Mà mới có 2 ký đó. 2 ký à? Ừ. Còn cái kia là... Tôi không bán còn tới 5 ký lận. 5 ký. 4 ký đó là... 10 ngàn. Chính xác luôn. 10 ngàn. Còn cái kia 4 ký 10 ngàn không? Ừ. 4 ký 10 ngàn. Còn cái kia là 5 ký. 1 ký nữa. 1 ký nữa. 1 ký là 2.500 nữa là 5 ngàn. 6.500. Còn đó 2.500 ký. 2.500 một ký. Mà bữa nãy con nói là 4 ký là được nhiêu
rồi, bữa nay không mới 2,5 ngàn một ký, 2 ký là bao nhiêu tiền? Không phải, bữa nay con tính 2 ký là bao nhiêu? Bây giờ nè, 1 ký 2,5 ngàn, 2 ký là nhiêu nè? Đó. Ừ. 5 ngàn, bữa nay tính 5 ngàn. Đúng rồi, nãy con nói rồi đó. Là 2 ký là 5 ngàn. Rồi giờ 4 ký là nhiêu? Cộng thêm, cộng vô 2, cộng vô nữa. 5 với 5 mấy? 5 với 5 mấy. Ừ. Dán học ra coi. Học đổi không? 5 với 10 không biết được. Rồi. Mà chú Phong bán con 5 ký. 2,5 một ký. Vậy bây giờ tôi mua mổ 2,5 được không? Ừ. Rồi, bây giờ tôi bán 2,5 vậy nè. Bây giờ là cho trả tiền cho tôi đi. Bây giờ là tôi bán 5 ký á, bây giờ phải trả chú Phong bao nhiêu tiền nè? 2,5 ngàn. 2 ký là bao nhiêu? 2,5 ngàn. 4 ký là bao nhiêu? Ừ, chỉ còn lại 1 ký duy nhất nữa thôi. Là cộng bao nhiêu tiền nữa? 2,5 ngàn. Ừ, 10 ngàn cộng với 2,5 ngàn là bao nhiêu? 12,500. Chính xác. Yes. Đó, thấy chưa? Thấy anh Dũng giỏi không Thanh? Hả? Giỏi không con? Đó, từ từ hãy là Dũng sẽ rành luôn hết con ha. 12,500 hả? 12,500. 12,500. Ừ, đó, từ từ rồi Dũng giỏi rồi đó. Vô quán của cần gà nhiều. Dũng không học thôi chứ Dũng học là lẹ lắm á. Vô trong cần gà nhiều. Ừ, mình biết nên mình không bị bất thiền hết con ha. Vô trong mà bước có cần nhiều. Rồi bây giờ nè. Bây giờ nè, 3 ngàn một ký mà chú Phong bán con 9 ký. À. 9 ký là lời lỗ rồi. Ơ à, lộn. Sao lỗ? 9 ký là lời rồi. Là lời cái số tiền đó. Đâu có con. Thì em nói vậy đi, nói gì vậy đó. Đó là 3 ngàn một ký, mũ là 3 ngàn một ký. 16, 16, 12, 19 ký hả? Ờ, bán tổng bán cho con là 9 ký đó, mà một ký 3 ngàn đó. 9 ký. Nhớ rồi con. Rồi con nhớ rồi. Đó, hiện giờ là chú Phong bán con là mũ 3 ngàn một ký. Thì bây giờ là 9 ký. Bán cho con 9 ký là bao nhiêu tiền? 3 mấy ngàn. Đâu tới đâu con. Mấy à? Không tới luôn. Ừ, nhưng mà con phải ra được con số chính xác mới được. 24 ngàn. Đâu phải. 24, không phải luôn. 23. Không phải luôn. 21 à? Không phải luôn. Nhỏ hơn chút nữa. Đâu có, bây giờ nè, mình không có đón mua mà mình đón là mình thua đó. Bây giờ nè, mũ là 3 ngàn một ký phải không? Mà chú Phong bán còn 9 ký. Đó. Con phải tính cho nó ra, chứ không ra là nữa buôn bán mình lỗ á. Con phải gán suy nghĩ, mình học được bữa nay ha, ngày mai mình học miếng nữa đó là nữa là con tính rành lắm á. Còn nếu mà con không biết tính phải không, con xài cái máy tính đi. Con biết xài máy tính không? Đó, hiện giờ nè, chú Phong chỉ con nè. Đó là 3 ngàn đâu, con nhấn rồi. 3 ngàn 3 con chú không. Ừ, chú 3. Rồi, Lý Nhân đâu? Giỏi.
Đây, 9 kg đâu, số 9 đâu? 9. Ừ. Đây bằng. Bằng đâu? Ừ. Đây. 29.000. Rồi có số mấy con kỹ luôn coi số mấy hả? Số 2 mà. Ờ ừ, rồi số kế bên số mấy hả? 9. Số 7, số 7. 7 ờ 79.000. Ha, ha, cái này là số nhiêu đây? Số 2 nè. Ừ. Số 9 nè. Số 7. Số 7 nè. Ừ. Là 72.000. Còn có con. Cái này là bao nhiêu tiền nè? Là 27.000. Ừ. 27.000. Đó, cái này là 27. Cái nào mà thấy con không có tính được nhẩm á thì con sẽ lấy máy tính trên điện thoại mình á, bóc ra tính liền. Trên điện thoại con lúc nào cũng có máy tính vậy á. Biết vô đó không? Ừ. Rồi bây giờ gán học nha, hôm nay chúng không gán dạy sao mà cho nắm kiến thức nè. Rồi nha, bây giờ sẽ hỏi con một cái nữa là bán con 12 kg, mỗi ký 12 ký sắt nha, 1 ký là 5.000. Ký 5.000. Ừ. 10 ký là 5.000. 10 ký là 100. 7. 10 ký. 10 ký là 50. Chính xác luôn. Còn cái kia là 12 ký nữa. 2 ký nữa là nó 10.000 nữa. Ừ. Là 60. Chính xác luôn đó. Đó, con thấy Dũng giỏi không anh? Anh Dũng giỏi đi. Nó đâu nó lớn vậy? Đó thấy không? Anh Dũng nó giỏi lắm á. Đó thấy không? Từ từ cái anh Dũng à, anh tính được luôn nè. Bán cho con 20 kg, mỗi kg 4.000. Ừ. Không phải. Nè, mua con là sắt đó ha, ở con bán con mua là 4.000 một ký ha. Bây giờ chú Phong bán con 20 ký sắt, mỗi ký 4.000. Đó. 4.000. Ừ. 8 12. 12 là 24. 24 mà bán 20 ký ha. Ờ, bán con 20 ký. Được không? Bây giờ con sẽ tính cho máy tính đi. Con biết số nào là số 20 và số nào số 4 không? Số 20 là số 2 là số 2 là nó đóng có 2 số 0 à. Hai số 20 là số mấy? 1 số 2 và mấy số 0? 2 số 0. Rồi có con có việc bấm. 2 số 0. Đâu con bấm giùm chú không nè là 20 kg rồi. Số 2 nè. Ừ. 4 số 0. Rồi có con. Thôi bây giờ nè, cái giá chú mua con là 4.000 đi. Rồi, đánh số 4, giá 4.000 đây. 4.000. Ừ. Cái này nữa hả? Rồi có bạn. Mấy số 0, 4.000 là mấy số 0? 4.000. 2 số 0 quá. Đâu phải. 13. Mới nãy con nói 3.000 là mấy số 0? 3 số 0. Ừ, 4.000 là mấy số 0? 4 số 0. Rồi có bạn. Ngàn á, là 3 số 0. Tao con đánh gì chú không là 3 số 0 đi. 3 số 0. Ừ. Rồi 3 số 0. Rồi. Cái này là giá của sắt 4.000 ha. Rồi giờ con nhân dùm chú không là chú bán cho con 20 kg rồi. Nhân. Nhân thế này. Ờ, chính xác luôn á. Rồi, số 20 là số nào đâu? 20 nè.
để nào đó. Một số rồng này coi, 20 là một số rồng. Ờ, à, này là số 20 này nha. Rồi, 4.000 thôi nha, 20 bằng đâu dấu bằng đâu. Đấy, ừ. Rồi. 80.000. Ừ, đó. Rồi, vậy là con cũng biết sơ sơ rồi đó. Bây giờ nè, hả? Hỏi con trên cái máy tính nè. Cái dấu này dấu gì? Này, dấu này, dấu này nè. Dấu này dấu gì? Dấu này nè. Thâm nhân. Ừ. Dấu này dấu gì? Đúng rồi, dấu cộng. Còn mình muốn nhân xong rồi đó, mình muốn ra cho ra số tiền này, dấu bằng này nha con. Ừ. Còn mấy số này con đọc hết dùm chứ không, cái này số mấy vậy? Đọc đi, đọc lên. Quay qua tới giờ 1 giờ. 7, 8. Rồi qua có 1 giờ nấu mò tôm nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à. Ừ, đúng rồi. Cái này có tổng cộng có 9 số nè. Ừ. Ừ. Bởi vậy đơn giản lắm, con gán con mà học hả, là nổi tính toán là mà không có bị mất tiền luôn á. Rồi bây giờ nè, không nhẩm nữa mà tính dùm chú không ha. 15 kg, mỗi ký 4.000 coi. Chơi máy tính luôn. Đừng có nhẩm. 4.000 là 15 kg. Rồi bỏ đi nè, nè bỏ nè nè. Rồi. 15 kg thôi. Ừ. 15 kg. Bây giờ 4.000 đi, 4.000. 4.000 số gì? Ừ. 4.000 số gì? Nhân số 10 với số 4 hả? Ừ, có 4.000 là mấy số không? 4.000 là có 2 số không là gì ạ? 2, 3 quên rồi. 3 số không? Rồi. Nhân cho 15 kg. Đây có nhóm nhân đúng nào? Đây. Không phải. Đây. Ừ. Đây. Rồi. Ờ. Cộng lại hả? Không, 15 kg đâu. 15 kg. À. Rồi, dấu bằng. Rồi, bao nhiêu tiền? 60.000. Ồ, giỏi quá. Rồi. Thì hôm nay sẽ học tới đây nha. Bữa nào nữa mình học tiếp nữa nha. Thấy là bắt đầu là Dũng giỏi rồi đó. Dũng ok rồi đó. Sẽ ra số đơn giản hơn. Rồi. Hôm nay ngày ngon lành rồi đó. Dũng biết tính toán sơ sơ rồi đó nha. Gán học nữa nha con. Nữa trên máy với điện thoại mình lúc nào cũng có chứ á. Trời ơi, đưa miếng cái chảo còn con ơi. Dạ, cô chú anh chị ơi, Dũng thì cũng đã biết được con số. Và hôm nay Dũng cũng biết được con số mà cộng trừ á, cộng và nhân. Thì giá đơn giản là 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Và nhân lên ví dụ là 10 kg, 5 kg hoặc là 20 kg á, thì hôm nay Dũng đã làm được con số thấy cũng hoàn thiện rồi, nhưng mà cũng còn chậm. Thì cũng mong là vài ngày nữa thì Dũng sẽ học được hoàn thiện hơn, và khi ra đời buôn bán á, thì không có bị thiệt thòi. Thì cũng mong cô chú anh chị xem video này thấy thương vợ chồng Dũng, thương vợ chồng Phong. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye đi con.